Đợt trước Hùng làm cái thạch xương sáo mềm dẻo được mọi người hưởng ứng quá trời, còn nhắn cho Hùng làm cái trà bí đao xương sáo đi, chiều lòng luôn. Nên hôm nay Hùng sẽ làm thạch xương sáo uống cùng sáo bí đao siêu thanh mát cho mùa hè này nha. Làm thạch xương sáo thì đầu tiên mình cũng có gói bột xương sáo 50g đó, bây giờ mình cắt ra và các bạn cho thêm 100g đường vào trộn cùng nha. Trộn cho nó hòa quyện lại với nhau, sau đó các bạn cho 1 lít nước và cho cái hỗn hợp này vào quậy tan lên. Các bạn ngâm tầm khoảng 30 phút nha, để cho cái bột xương sáo này nó nở ra hết. Rồi sau đó mình bắt lên bếp nè. Mà lưu ý là bắt lên bếp là phải quậy, phải khuấy đều tay hoài nha, không có được dừng đâu á. Khuấy cho đến khi nào mà nó thành hồ và nó sóng sánh, nó mịn lại như thế này á mới được nha. Và sau đó thì mình đổ cái thạch xương sáo này vào khay, vào khuôn nè. Hôm nay Hùng cũng có chuẩn bị thêm một số chai, Hùng sẽ đổ cái thạch xương sáo này vào chai nữa nha. Các bạn nhớ là mình chuẩn bị một ít đá để mình ngâm cái chai thạch này vô nha, để cho nó mau đông và nó không có bị teo cái chai á. Rồi, bây giờ thì tiến hành đi nấu xong bí đao nè. Đây là cái set trà bí đao Hùng mua bên bếp của mẹ Onisi á, có đầy đủ tất cả hết luôn, mà cách nấu siêu đơn giản luôn nha. Nấu được 5 lít nước sâm luôn á, chia ra 35-40ml luôn. Còn chia ra chai thì tầm khoảng 15 chai, so ra rẻ quá trời luôn nè. Cách nấu thì vô cùng đơn giản luôn, có giấy hướng dẫn chi tiết luôn nha. Tất cả các nguyên liệu mình cho vào nồi, mình đậy ùm lại, mình nấu cho nó sôi tầm khoảng 40 phút. Sau đó cái bước cuối cùng á thì có hai cái bịch nước cốt bí đao các bạn cho vào cuối cùng luôn. Rồi, bây giờ vớt cái phần xác ra, như vậy là cái nước xăm bí đao xong rồi đó. Đơn giản quá luôn đúng không? Mà còn tiện lợi nữa. Và bây giờ cái phần thạch xương sáo của mình á nó cũng đông lại rồi nè. Các bạn thấy nó mềm dẻo đã ghê không? Rồi, bây giờ còn chần chờ gì nữa, làm ngay một ly trà bí đao thạch xương sáo uống liền luôn nè. Mà ta nói mùa hè này có ngay một ly trà bí đao xương sáo uống thì nó giải nhiệt và thanh mát, đã lắm luôn á. Các bạn cũng có thể cho nước xăm bí đao vào cái chai thạch xương sáo nè, để ngăn mát bảo quản được 3 đến 5 ngày luôn đó.